Xin chào các em, chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Trong bài học ngày hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề khám phá máy tính trong sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Ở trong chủ đề này, chúng ta cần đạt các mục tiêu như sau. Mục tiêu thứ nhất đó là ôn tập lại các kiến thức kỹ năng đã học ở lớp 4. Mục tiêu quan trọng nhất trong chủ đề này đó là biết cách sử dụng dịch vụ thư điện tử để gửi và nhận thư điện tử. Chúng ta đi vào mục tiêu đầu tiên, đó là ôn tập kiến thức kỹ năng đã học. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại kiến thức về thư mục và tệp. Trên màn hình chúng ta quan sát thư mục truyện tranh có chứa 4 thư mục con, đó là cổ tích Conan, Doraemon, Luffy và 3 tệp Doraemon, truyện cổ tích Tấm Cám, truyện tranh Conan. Vậy chúng ta phân biệt thư mục và tệp như thế nào? Thư mục có biểu tượng mặc định là màu vàng. Lưu ý biểu tượng này có thể thay đổi. Tệp có biểu tượng thường là do phần mềm tạo ra nó tạo thành. Ví dụ ở đây truyện tranh Conan.docx. Đây là biểu tượng của phần mềm Word hay gọi là phần mềm soạn thảo văn bản tạo thành. Thư mục thì có thể chứa nhiều thư mục khác và tệp khác nhau. Ví dụ thư mục truyện tranh ở đây có chứa 4 thư mục con và 3 tệp. Tuy nhiên tệp lại ngược lại, tệp thì không thể chứa tệp hoặc thư mục khác. Chúng ta thấy ở trong tệp truyện tranh Conan không thể chứa một tệp nào nữa hoặc một cái thư mục nào nữa. Tiếp theo, cửa sổ computer. Chúng ta quan sát trên màn hình. Tên cửa sổ. Ở đây tên cửa sổ là tên cửa sổ truyện tranh, tức là thư mục truyện tranh đang mở. Đường dẫn địa chỉ đến cửa sổ DPC, sau đó đến tin học D, tức là trong ổ đĩa D. Sau đó tiếp đến thư mục là tủ sách của em. Tiếp theo là thư mục truyện tranh. Đây là các nút lệnh điều khiển cửa sổ. Nút ngoài cùng bên phải là nút tắt hoặc là đóng cửa sổ. Nút ở giữa là dùng để thu nhỏ hoặc phóng to cửa sổ. Nút ngoài cùng bên trái dùng để thu nhỏ cửa sổ về thanh tách 3, tức là thanh ở phía dưới này. Đây là ngăn trái của cửa sổ, ngăn phải của cửa sổ. Kiến thức tiếp theo cần ôn lại đó là tạo cây thư mục. Chúng ta quan sát đường dẫn hay gọi là địa chỉ DPC, tin học D, tủ sách của em, truyện tranh. Và trong đây chúng ta sẽ có 4 thư mục và 3 tệp. Vậy nhiệm vụ chúng ta sẽ tạo cây thư mục như thế này. Chúng ta quan sát trên màn hình, thầy làm trước một lần. Đầu tiên chúng ta sẽ mở DPC. Nếu chúng ta sử dụng Win 7 thì ở đây biểu tượng chúng ta sẽ có tên là My Computer. Tiếp tục chúng ta vào ổ đĩa D. Ở vùng trống bên ngăn phải của cửa sổ, chúng ta nháy chuột phải, chọn New, chọn Folder. Sau đó chúng ta đặt tên cho folder mới này là tủ sách của em. Chúng ta tiếp tục mở cửa sổ tủ sách của em, tức là thư mục tủ sách của em. Chúng ta tạo tiếp thư mục truyện tranh. Trong thư mục truyện tranh chúng ta sẽ tạo 4 thư mục con. Thì chúng ta sẽ phải mở thư mục truyện tranh lên. Chúng ta tạo 4 thư mục. Ở đây chúng ta có nhiều cách tạo thư mục. Chúng ta có thể là nháy chuột, chọn ngay nút lệnh ở phía trên thanh menu. Chúng ta gõ là Conan. Thư mục tiếp theo là Doraemon. Truyện cổ tích. Và cuối cùng là Luffy. Chúng ta sẽ còn 3 tệp. Tệp có thể được tạo bằng nhiều cách. Chúng ta có thể mở phần mềm tạo tệp
Ví dụ, phần mềm Word để tạo ra tệp truyện tranh Conan. Ở đây chúng ta lưu tệp này lại vào đúng đường dẫn tủ sách của em, truyện tranh. Đây, chúng ta sẽ đặt tên là truyện tranh Conan. Rồi, chúng ta lưu lại. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy một tệp tên là truyện tranh Conan sẽ được đưa vào trong thư mục truyện tranh. Tương tự những tệp khác cũng vậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu đến kiến thức mới. Kiến thức quan trọng nhất trong chủ đề ngày hôm nay đó là thư điện tử hay còn gọi là email. Chúng ta quan sát bức tranh. Thì đây là cách gửi thư điện tử. Đầu tiên, người gửi sử dụng thiết bị điện tử, gửi thư đi. Thư lúc này sẽ được chuyển đến máy chủ thư điện tử và được truyền qua đường truyền Internet sẽ đến máy chủ thư điện tử của người nhận. Sau đó, thư sẽ được chuyển đến người nhận qua thiết bị điện tử. Vậy, thư điện tử là gì? Thư điện tử là một phương thức trao đổi tin nhắn, hay gọi là thông tin giữa những người dùng sử dụng thiết bị điện tử. Tiếp theo, địa chỉ thư điện tử. Chúng ta quan sát cấu trúc của địa chỉ thư điện tử, gồm tên người dùng, @ và tên nhà cung cấp dịch vụ. Tên người dùng là tên dùng để đăng nhập vào hộp thư, viết liền, không dấu, không ký tự đặc biệt. Chúng ta lưu ý phần này. Để khi chúng ta tạo một địa chỉ thư điện tử, chúng ta cần nhớ là viết liền, không dấu, không ký tự đặc biệt. Ký tự @ ở giữa hai phần, tên người dùng và nhà cung cấp dịch vụ. Tiếp theo là tên nhà cung cấp dịch vụ. Thì tên nhà cung cấp dịch vụ được quy định bởi từng nhà cung cấp dịch vụ. Chúng ta quan sát một số địa chỉ thư điện tử. Đây, cấu trúc thư điện tử đúng. Nguyễn Văn An 0805a@gmail.com. Chúng ta sẽ thấy Nguyễn Văn An 0805 là tên người dùng. a@gmail.com. a là ký tự ngăn giữa tên người dùng và dịch vụ. gmail.com là dịch vụ thư điện tử. Hoặc phía dưới Lê Văn Bình 1211 @yahoo.com.vn. Lê Văn Bình 1211 là tên người dùng. yahoo.com.vn là tên nhà cung cấp dịch vụ. Đây là địa chỉ thư điện tử xe cấu trúc. Ở đây chúng ta phát hiện Nguyễn Văn An 08-05a@gmail.com. Chúng ta thấy dấu sẹt không hợp lệ. Vậy Nguyễn Văn An 08-05a@gmail.com là cấu trúc thư điện tử sai. Lê Văn Bình 12-12a@yahoo.com. Ở đây chúng ta thấy khoảng trống ở trong phần tên của người dùng. Đây là địa chỉ thư điện tử sai cấu trúc. Tiếp theo, đăng ký tài khoản thư điện tử. Chúng ta quan sát thật kỹ các bước thầy hướng dẫn chúng ta tạo tài khoản thư điện tử bằng máy tính và bằng điện thoại. Lưu ý, chúng ta muốn tạo một tài khoản thư điện tử, chúng ta cần một số điện thoại để kích hoạt tài khoản thư điện tử. Sau đây, thầy xin hướng dẫn các em tạo một tài khoản thư điện tử bằng máy tính. Đầu tiên, chúng ta vào trình duyệt. Ở đây thầy sử dụng trình duyệt Google Chrome. Chúng ta có nhiều cách để đi vào trang tạo tài khoản. Chúng ta có thể là gõ trực tiếp lên thanh địa chỉ. Địa chỉ như sau: account.google.com/signup. Hoặc chúng ta có thể vào Google. Chúng ta tìm kiếm tạo tài khoản Gmail hoặc là tài khoản Google. Sau đó, chúng ta vào tạo tài khoản Google. Ở đây, chúng ta chọn cho bản thân tôi. Thì lúc này, trang tạo tài khoản đã hiện ra. Đầu tiên, chúng ta đánh họ và tên khi chúng ta vào. Ví dụ, rồi, tên người dùng. Tên người dùng ở đây, máy tính sẽ tự hiện cho chúng ta một số tên người dùng mặc định. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng tên người dùng khác. Ví dụ, đặt tên. Đây, ở đây có thể chúng ta sử dụng chữ cái, số và dấu chấm.
Tiếp theo đến phần mật khẩu. Mật khẩu là sử dụng 8 ký tự trở lên, trong đó có kết hợp chữ cái, chữ số và biểu tượng. Ví dụ thầy đặt mật khẩu là Nguyễn 123 shift 123. Và tương tự chúng ta sẽ gõ mật khẩu y hệt như mật khẩu lúc nãy. Cho hai mật khẩu trùng khớp với nhau. Chúng ta chọn tiếp theo. Ở đây, chúng ta lên kích hoạt bằng số điện thoại nếu chúng ta chưa có địa chỉ email khôi phục. Tiếp theo, chúng ta gõ ngày tháng năm sinh. Chúng ta chọn giới tính. Rồi, chúng ta chọn tiếp theo. Lúc này, Google sẽ gửi cho chúng ta một mã xác minh qua số điện thoại chúng ta vừa nhập. Chúng ta chọn gửi. Lúc này chúng ta sẽ mở điện thoại chúng ta lên. Google đã gửi cho chúng ta một mã kích hoạt. Chúng ta sẽ nhập mã đó vào. Và chúng ta chọn xác minh. Chúng ta chọn tôi đồng ý. Chúng ta kéo xuống phần dưới, chúng ta chọn tôi đồng ý. Tiếp theo, chúng ta vào trình duyệt Google Chrome. Chúng ta vào địa chỉ google.com.vn. Chúng ta sẽ đăng nhập vào hộp thư điện tử của mình. Chọn đăng nhập. Chúng ta gõ lại cái địa chỉ thư điện tử chúng ta vừa tạo. Tiếp theo, chúng ta gõ mật khẩu. Chúng ta chọn tiếp theo. Lúc này, chúng ta chọn Gmail. Thì hộp thư điện tử chúng ta đã hiện lên. Ở đây, chúng ta đã có một hộp thư đến. Google đã gửi cho chúng ta một email yêu cầu chúng ta hoàn tất quá trình thiết lập tài khoản Google. Tuy nhiên, chúng ta có thể là thiết lập tài khoản lại sau. Sử dụng hộp thư điện tử để gửi và nhận thư, chúng ta quan sát thầy hướng dẫn. Tiếp theo, thầy xin hướng dẫn các em tạo tài khoản email bằng điện thoại. Đầu tiên, chúng ta vào Gmail. Chúng ta thêm một tài khoản khác. Chúng ta chọn Google. Ở đây, chúng ta chọn tạo tài khoản. Chọn cho bản thân tôi. Chúng ta nhập họ tên. Chúng ta chọn tiếp theo. Chúng ta nhập thông tin ngày tháng năm sinh. Chọn giới tính. Chúng ta chọn tiếp theo. Ở đây, yêu cầu chúng ta chọn một địa chỉ Gmail hoặc địa chỉ riêng của bạn. Chúng ta chọn là tạo địa chỉ Gmail của riêng bạn. Chúng ta nhập tên người dùng, ví dụ. Do tài khoản này đã được tạo trước đó, nên chúng ta không thể tạo tài khoản giống y hệt như vậy. Chúng ta sẽ thêm một số phía sau để cho khác với tài khoản chúng ta đã tạo bằng máy tính. Chúng ta chọn tiếp theo. Mật khẩu. Cũng tương tự như mật khẩu chúng ta chọn bên máy tính. Chúng ta cũng gồm 8 ký tự có số và có chữ. Tiếp tục,
Phần phía dưới chúng ta chọn tôi đồng ý. Rồi, chúng ta sẽ chọn tiếp theo. Chúng ta kéo xuống phần phía dưới. Tiếp tục. Chúng ta chọn tôi đồng ý. Lúc này, thư điện tử chúng ta đã được tạo xong. Chúng ta quay trở lại Gmail. Chúng ta chọn vào thư điện tử chúng ta vừa tạo. Để gửi và nhận thư điện tử, đầu tiên chúng ta khởi động trình duyệt. Ở đây thầy sử dụng trình duyệt Google Chrome. Tiếp theo, chúng ta vào trang web google.com.vn. Chúng ta bấm vào biểu tượng đăng nhập. Chúng ta nhập địa chỉ email. Chúng ta bấm vào tiếp theo. Sau đó chúng ta nhập mật khẩu. Rồi tiếp theo. Chúng ta nhập vào một Gmail. Đến đây, chúng ta đã mở được hộp thư điện tử. Để gửi thư, chúng ta nhấn chọn soạn thư. Chúng ta gõ địa chỉ người nhận. Sau đó chúng ta gõ chủ đề 2. Sau đó chúng ta soạn thêm nội dung thư. Chúng ta có thể đính kèm thêm tệp tin để gửi đi. Ví dụ, ở đây thầy sẽ gửi thêm một tệp hình ảnh. Sau đó, chúng ta chọn nút gửi. Để biết thư có được gửi đi hay không, chúng ta vào hộp thư gửi. Ở đây chúng ta thấy thư đã được gửi đi vào lúc. Để nhận thư, chúng ta vào hộp thư đến. Ở đây chúng ta thấy hộp thư đến chúng ta trống. Sau đây, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách gửi thư điện tử trên điện thoại. Đầu tiên, chúng ta vào một Gmail. Chúng ta chọn đúng hộp thư điện tử của chúng ta. Sau đó chúng ta bấm vào nút soạn thư. Phía trên là địa chỉ thư điện tử người gửi. Phía dưới, chúng ta sẽ nhập địa chỉ thư điện tử người nhận. Sau đó, chúng ta soạn chủ đề. Nhập nội dung thư. Chúng ta có thể đính kèm tệp. Chúng ta có thể chọn hình ảnh. Sau đó chúng ta bấm vào nút gửi. Như vậy, thư chúng ta đã được gửi đi. Bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Qua bài học này, hy vọng các em sẽ tạo được một địa chỉ thư điện tử của riêng mình. Chúc các em vui khỏe.